Vâng, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Chúng ta tiếp tục trở lại với nghệ nhân Nguyễn Quang Dũng của làng cổ Triều Khúc. Em chào anh ạ. Vâng, chào Lê Thọ và chào các quý vị. Đây, chiếc ống kính của chúng ta đang được ngắm một tác phẩm xanh cổ của anh Dũng. Chúng ta cùng vào để ngắm và cũng như là giao lưu để tìm hiểu sâu hơn về cái cây xanh cổ này nhé. Anh có thể chia sẻ cho anh em chúng em là nguồn gốc lịch sử cây này nào không anh? Cây này thì là ngày xưa, nếu mà nói chia sẻ tận tình đúng theo mình biết nha, ngày xưa là ông Thọ là ông Thọ trong Triều Khúc. Vâng. Ông xuống dưới Nam Định ông mua cây. Là lúc ấy là mình khoảng 30 hay 32, 33 thì bắt đầu vừa mình chưa mua được ngay đâu, thì ông Thọ ông lại mua cây này ở dưới Nam Định về, thì ông bán cho ông Hiền, hội phó hội cây cảnh Hà Nội. Vâng. Ông Nguyễn Gia Hiền. Và cũng là người làng Triều Khúc mua đúng không? Cũng là người làng Triều Khúc. Thì là sau đó thì mình lại có duyên được sở hữu lại của bác Hiền. Nó chỉ là một cái phôi thôi. Mà cái phôi này mà làm đến nay là làm 30 năm rồi mà đến bây giờ vẫn chia sẻ các quý vị vẫn làm lại. Vâng. Để cho đường truyền nó được thêm cuốn hút. Dễ nó củ gần đấy. Nó ủnh ra thành củ ấy. Vâng. Đây như nghệ nhân Ba Duy gọi là đây là củ dễ đấy. Củ dễ. Củ đấy. Nhưng đây bây giờ các anh em gọi là cái lu. Vâng. Đây lu sát điện thoại này. Vâng. Đấy quý vị đẹp, chúng ta ngắm xung quanh cái bệ thôi mà. Cái này là trước kia là mình đặt bãi thả nước đấy, nói thợ làm cái cảnh kiểu là cửa tùng đấy, bãi biển cửa tùng đấy. Yeah. Dòng sông chạy ra biển, nhưng mà sau cây nó yếu mình đổ đất vào đấy. Và đá này là chia sẻ năng tác phẩm đầu tay mình đấy. Tôi đây tôi làm đá này đấy. Đá này là do anh ký đấy. Vâng, là đầu tiên đấy. Đây đắp vào ý tưởng là đây là hai vị tiên hiền tiên sinh. À, hai vị gọi đạo sĩ đi khắp lơi trong chốn Bồng Lai tiên cảnh, đến cái cảnh cửa biển này đẹp quá, mà dưới một bóng cây hai ông ấy ngồi để coi là bàn luận và thế sự nhân tâm. Bên trước này có một cái lầu gió ngày xưa nó đẹp lắm, nhưng mà cái lúc mà mình công việc phải đi làm mấy cây nó ế, thế là thả mày, con chó chứ nó lên chạy là mình vỡ cái lầu gió, mày thay cái lầu gió mới. Vâng. Đấy, thì là bên này là ngắm cái cảnh gọi là trời đất bao la. Bên kia là trên đấy là hai ông tiên hiền tiên nho đang bình luận chuyện thế sự chuyện nhân tâm. Đấy là cái chủ đề bãi đá mình. Đây là cái bãi đá của anh. Đây này còn vẫn cái những cái cồn giống như kiểu cồn cát đây này, cù lao đấy. Bên kia là một cái nhà còn có hai thằng bé đi dắt trâu về xong rồi bị gãy rồi, đây ông người đang úp cá này mà xong mình đổ đất. Mô phỏng đầy đủ rồi, giờ đổ đất. Anh là ký đá rồi làm tiểu cảnh đẹp ấy. Đây này cây này là cái nu này nu tự nhiên đúng không anh? Vâng, nu tự nhiên đấy. Còn nếu mà có ấy thì cũng ngang với chiến sĩ Côn Đảo ngày xưa bị chát thật. Vâng. Nhiều và lên thì cái này là tự nhiên. Lu thì nói chia sẻ các quý vị yêu cây nè. Lu thì có nhiều loại lu, có cái loại lu hủi thì là nên bỏ, lu ngọc, lu ngọc hay lu hổ phách thì nên giữ, cái này nấu mãi nó mới nhả cái lu đẹp. Cây tử này là anh bắt đầu chỉnh lại cái ngọn đúng không anh? Vâng, cái cây tử này người rồi nó làm hỏng dáng của cây mẹ thì. Vâng. Quá trình bonsai nó tác phẩm sống nó luôn luôn vận động mà mình luôn luôn tư duy đến cái điểm gọi là tác phẩm vàng thì mình phải làm. Nay mai thì đưa ra coi là cha tam đa con ngũ phúc thì chỗ này là một bông ở đây thôi, ngọn lên bông ở đây ngọn lên xong. Thì thoáng hơn, cái cổ trước nó bị hơi dài. Làm cây thì mình luôn luôn học hỏi, không nên bảo thủ. Cái gì mà nó chưa hoàn thiện thì mình dốc tâm làm thì mới nếm được cái kỳ tác. Nói mẹ em Thọ mà nếu mà để mà cái chữ kỳ tác của anh nuôi này nó kéo rút. Vâng. nó méo thân luôn đấy, nếu mà chữ kỳ tác mà không có cúc cung tận tụy mà công phu quạt đẽo thì chẳng bao giờ đi đến cái chữ kỳ tác. Cái
em thấy cái chất lá này rất đẹp nha anh. Vâng. Lá này nó một là mướt, hai là, vâng, là nó cân đá này, bóng. Vâng. Lá bóng cân lá dày. Cái răm lạnh dày đúng không anh? Vâng. Lá này nó cũng vào dạng dòng mũi hài. Vâng. Nhưng mà vàng cây mà đang nuôi thì bao giờ lá nó cũng mướt, khi nào nó mình không nuôi nữa bắt đầu cắt tỉa nhiều thì bắt đầu nó mới sụt răm, thì lúc ấy nó mới thể hiện được đúng cái chất lá của nó. Vâng. Cái lá này với cũng cây kia là cùng một lá đấy, nhưng mà nó dày là chia ra cái thì nó màu răm này đấy. Đây, khá đẹp. Ok, em xin chúc mừng anh Quang Dũng đã sở hữu. Em nghĩ là cái theo anh là cây này khoảng tuổi thì nó khoảng bao nhiêu anh? Mình nghĩa là mình đã mua phôi về đến mình là được 30 năm rồi, thì 30 năm rồi cơ anh. Về tay tôi đã được 30 năm, còn trước đó cái phôi này ở một cái các cụ nào đã chơi thì tôi gọi tính nhất nhẹ nhất cây này nó phải tầm cỡ 60 năm. 60 năm. Vì trước tôi đã mua một cái phôi này, mà tôi mua cái phôi này là nói với các quý vị là chỉ thích cái luồng này này. Nó làm như là một con khủng long nó ngóc đầu lên, là tôi thích cái trườn lưng của nó, trườn tôi mua này. À đây cái trườn này đúng không anh? Vâng đấy, thích cái trườn này này. Nó nằm sẽ rất là điệu. Nó như là một con khủng long mà. Nó đang gặm cỏ xong rồi lại ngửa cổ nó ngoái lại là nhìn bầu trời bao la, thì tôi thích cái trườn. Quá hay. Thực ra cây có cái trườn như này rất là ít. Dạ vâng, nhờ có nghệ nhân mà mình khi mình ngắm cây nó cái độ cảm nó sâu hơn. Em thấy cây này của anh cũng đủ bóng ấy chứ anh nhỉ? Vâng. Cây này theo anh là ra sân chơi chứ anh? Cây này nếu mà nó đã đi sân chơi nhiều rồi đấy, nhưng mà mình làm lại như này chắc là nói thật chả nói dấu thì chắc phải mất tầm chỉ cho là 3 năm, vì mình cũng chả thiếu gì cây nên những cây này thì đã cắt lại, vì vừa rồi cắt cái này để cho gọn. Và cái lá đường này ngày xưa nói thật nó cũng chưa cầu kỳ như bây giờ, thì mình nhìn thấy ra là lên chuyển hướng cái đường cong điều hướng nó sang thì nó nặng nẻo hơn, thì tôi cũng mạnh dạn để bỏ cái này và đến đây thì nó xong rồi, nhưng mà thiếu cái bông này. Dạ. Thiếu sống bông này. Đó. Cái bông này thì đây một bông này và đây cái ngọn. Em xin chúc mừng anh đã sở hữu một cái cây xanh, phải nói là nó là một cái cây xanh cổ. Nếu mà nói tuổi chắc nó 6-70 năm rồi. 6-70 năm trở lên đấy anh ạ. Đây này, họ bảo những cái này dễ nó đã quặn đồng tiền như này nhưng mà. Vâng. Đấy, mấy cái khu này mà dễ nó đổi gồ nham thạch thì nên mà mấy nó dễ nó quặn đồng tiền lên thôi mà. Không, cái đường chảy của rễ này thì mình không phải bàn rồi. Vâng. Nó quá đẹp. Vâng. Quá đẹp luôn. Đây anh này nhỉ. Yeah. Vâng. Mà cứ chỗ nào động lại cái nó lại thành cái cổ. Thế mới hay. Anh nhìn cái bộ móng nó bấm xuống này. Vâng. Nhỉ. Yeah, yeah. Đây quý vị ạ, cũng là hàng hiếm đấy quý vị nhé. Không phải em đi qua nhiều, không gặp được nhiều những cái cây nó có cái đường bẹ rễ nó chạy, nó đẹp, nó tự nhiên như này đâu. Mà cái chất liệu đá của anh này, trước anh ký vào này, em thấy cái anh ngày xưa cũng lựa chọn chất liệu đá khá tốt. Hay là cái khi mà anh xếp đá vào thì bây giờ cái đường chạy của cái bẹ rễ trông nó rất tự nhiên. Mình hay bị ảnh hưởng cái cụ ngày xưa, cái lưng nó cứ gù gù như cả bãi, cái lưng con rùa con quy. Đúng rồi cái đá ở đó, đá ngày xưa là cái thời đang phong trào là đá da voi. Bây giờ đá da voi vẫn đang thịnh chứ anh? Vâng. Vẫn đang thịnh hành chứ? Vâng. Anh em đang rất thích bởi chơi đá da voi nó sạch anh ạ. Vâng. Đúng anh? Đấy, ra là cái kia sau này bảo là cái này. Ê, đấy. Vâng, xin chúc mừng anh, xin cảm ơn anh. Em xin hẹn gặp lại anh cũng như là quý vị khán giả với lại nghệ nhân Nguyễn Quang Dũng ở video tiếp theo. Em chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào Lê Thọ và các quý vị yêu cây. Okay.